Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe tải gia đình của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay em được đứng tại nhà máy ZAC sản xuất xe tải có trụ sở tại Bình Dương, và đằng sau là chiếc xe tải ZAC 6 tấn rưỡi N650 LS. Đây là một chiếc xe tải đã được sản xuất và ra mắt vào năm 2020. Chiếc xe tải này là chiếc xe tải tâm điểm của ZAC trình làng trong triển lãm xe tải của Việt Nam. Đồng thời là xe tải này đã được rất nhiều đơn vị đặt hàng, ví dụ như Bình Minh Tải, ZTO Express như chiếc này đây, và GNT tương lai cũng đặt chiếc xe này. Và đối với chiếc xe này, nó có tại sao mà nhiều người lại lại thích chiếc xe này như vậy? Người tại vì thứ nhất là cái chiếc xe này nó có một cái cabin vuông rất là rộng rãi, đẹp, có thể nói rất đẹp. Và đồng thời nữa là trong cái cabin này nó tích hợp rất nhiều tính năng thông minh trong đấy. Còn nói về phần cốt yếu của xe thì sao? Phần cốt yếu của xe thì chúng ta phải kể đến là thứ nhất là máy cu min mấy đồng bộ với hộp số phát gear và cầu dầu lớn, cho cái sức tải nặng rất lớn và cái độ chuyển động rất là cao. Đồng thời là cái sai số chuyển động nó rất là ít, cho nên cái độ động cơ này được bảo hành đến 5 năm. Và thứ hai là thêm cái đó là hệ thống phanh phanh hơi, và kèm theo đó là ABS chống bó cứng phanh rất an toàn. Đó, đối với cái xe tải rác này nó còn rất nhiều điều đặc biệt khác, thì trong số đó là có một điều đặc biệt là rác rất là chiều lòng khách hàng của mình. Nếu mà khách hàng nào muốn sơn màu nào họ đều có thể sơn xe theo màu đấy. Đồng thời là cái phần thân xe này, như chúng ta thấy là phần thùng đây là phần thùng ZTO Express đặt riêng, thì phần thùng có cái kích thước như đã đưa ra ở trên của đoạn clip trước đây là 6,2 m chiều dài và 2,4 m chiều ngang và 2,0 m chiều cao, đồng thời có thể di động lên được khoảng 2,1 m 2,2 m chiều cao. Đó, đối với cái thùng này thì nhìn rất là đẹp. Và thêm cái nữa là thùng xe của chúng ta thì có hai cái kiểu, hai cái loại đóng thùng là thùng bạc và thùng kín. Thùng kín thì sẽ có cửa hông như thùng nào loại này đây. Đó, sự chắc chắn của cái loại thùng này rất là lớn, do thùng được đóng 3 lớp bằng những nguyên vật liệu có sẵn, có nguồn gốc rõ ràng. Đó. Rồi kể đến là phải là cái phần khung gầm. Tại sao chiếc xe tải này nó tự tin tải nặng được? Thì xin thưa, đó là do cái phần khung gầm. Phần khung gầm xe đây, như quý vị nhìn thấy là có một cái bầu hơi rất lớn ở đây, mà kèm theo bình ắc quy là 24V nhé quý vị nhé. Đó, quý vị nhìn này, cái cản nhìn cũng rất là chắc chắn. Đồng thời là cái bánh xe là bánh 8.25 16, cho bánh đôi đằng sau, kèm theo đó là lớp nhíp. Ở đằng sau thì nó không trợ lực thủy lực mà nó chỉ có một cái lớp nhíp, nhíp 2 tầng lên đến 20 lá. Thì 20 lá này là dư sức rồi, dư sức để quý vị tải nặng đến 10 tấn. Đồng thời là cái khung gầm sắt xe, đây là cái khung gầm nhập khẩu theo cái dạng CKD, cho nên khung gầm này là khung gầm mà đã đạt chuẩn quy chuẩn ở thế giới rất nhiều rồi. Thì cái khung gầm này nó là cái khung gầm nguyên khối, cho nên cái độ mà, và thêm cái nữa, trên cái thân khung gầm sắt xe nó có đục rất nhiều lỗ, nhưng mà đục theo nguyên tắc khoa học, cho nên cái độ đàn hồi của khung gầm rất là cao. Đó, thì đối với chiếc xe tải rác này nó còn trang bị thêm một cái hệ thống là CSS. Hệ thống này là hệ thống điều khiển tốc độ theo hành trình, có nghĩa là mình vẫn điều chỉnh cái đó và tốc độ mình sẽ được kiểm soát một cách rất là chặt chẽ. Đó chính là một cái tính năng rất là tuyệt vời trên cái dòng xe này mà những dòng xe khác không có. Đặc biệt là cái moment xoắn của cái dòng xe này cũng rất cao. Đối với động cơ Cummins thì chúng ta luôn biết về cái độ trâu lì của nó. Động cơ là 600 nanomet. Đó. Và bên cạnh đó em còn có những cái dòng xe tải khác, như ở đây là dòng xe 1 tấn 9, 3 tấn rưỡi và dòng xe 1 tấn rưỡi. Và những dòng xe tải khác của ZAC, nếu như quý vị nào đó đang cần sử dụng cho cái nhu cầu phục vụ kinh doanh. Và toàn bộ những cái xe tải của ZAC đều được kiểm định rất là kỹ lưỡng. Xe 6 tấn rưỡi thì đem có một cái bảng so sánh giữa các dòng xe, quý vị có thể xem đây để chúng ta có một cái lựa chọn sáng suốt hơn. Và nhân đây, nếu ai đang có nhu cầu mua chiếc xe này có thể liên hệ đến em theo số điện thoại bên dưới.
chúc quý vị và các bạn có một cái ngày thật là vui vẻ.